Tiếp tục thông tin về vụ máy bay chở Tổng thống Iran gặp sự cố ở tỉnh Đông Azerbaijan. Cho đến nay, các công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hiện vẫn chưa rõ số phận của những người trên chiếc máy bay gặp nạn. Ngay sau vụ việc, cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo. Bộ Ngoại giao các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Azerbaijan tuyên bố họ sẵn sàng giúp đỡ Iran tìm kiếm chiếc trực thăng, đồng thời cầu mong các quan chức Iran bình an vô sự. Về phía châu Âu, Ủy ban châu Âu đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm theo đề nghị của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang theo dõi sát sao thông tin về vụ việc. Được biết, vào thời điểm gặp nạn, chiếc máy bay chở 9 người, trong đó có Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hosea Amir Abdollahian. Hiện các lực lượng chức năng Iran đã phát hiện tín hiệu cho từ chiếc trực thăng gặp nạn và điện thoại di động của một thành viên tổ bay. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm xung quanh nơi đây để phát hiện tín hiệu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc khiến việc tìm kiếm máy bay gặp nạn gặp nhiều khó khăn.